Luận đạt trí độ, quyển 87, phẩm thứ 75 tiếp theo, tam thứ đại học tiếp theo, kinh ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn: Bồ Tát biết các pháp vô sở hữu tánh là nhân tu bốn thiền năm thần thông. Như vậy, ở nơi các pháp vô sở hữu tánh, hằng Bồ Tát sơ phát tâm phải làm sao để thứ lớp tu, thứ lớp học, thứ lớp hành đạo mới đến được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, từ lúc ban đầu Bồ Tát phải thân cận cúng dường chư Phật để được nghe pháp, thân cận cúng dường chư Thanh Văn để được nghe pháp. Do được nghe pháp như vậy mà được vô sở hữu tánh, chư Phật chư Hiền Thánh do được vô sở hữu tánh mà thành tựu được đạo quả. Hết thảy các pháp hữu vi chỉ là pháp được làm ra tác pháp và đều là chẳng có tánh, chẳng có pháp nào là có tánh cả. Bồ Tát nghe như vậy rồi phải tự niệm rằng hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh, chư Phật chư Hiền Thánh do được vô sở hữu tánh mà thành tựu được đạo quả. Như vậy vì sao ta lại chẳng phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề? Khi ta được vô thượng Bồ Đề rồi, ta sẽ vì chúng sanh thuyết pháp khiến họ xả ly các chấp mà an trú trong vô sở hữu tánh. Này Tu Bồ Đề, tư duy như vậy rồi, Bồ Tát phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề nhằm độ hết thảy chúng sanh. Bởi vậy nên chỗ sở hành của Bồ Tát có thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo, cũng như chư Phật quá khứ. Bồ Tát thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo như vậy sẽ được vô thượng Bồ Đề. Hàng tuần học Bồ Tát phải như vậy, hành sáu pháp ba la mật. Này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát tự mình hành bố thí, dạy người khác hành bố thí, tán thán công đức bố thí, hoan hỷ tán thán người hành bố thí. Do nhân duyên bố thí mà Bồ Tát được đại phước báu, giàu sang phú quý. Cũng do nhân duyên bố thí mà Bồ Tát xa lìa được lòng sát tham bòn sẻn, sẵn sàng đem tài vật ra bố thí cho chúng sanh. Do bố thí và trì giới mà Bồ Tát sanh làm người hay làm trời để được tôn quý. Do bố thí và trì giới mà Bồ Tát được các thiền định. Do bố thí, trì giới và thiền định mà Bồ Tát được trí huệ giải thoát tri kiến, nên vượt qua được các hàng thanh văn và bích chi Phật để nhập vào Bồ Tát vị. Do vào Bồ Tát vị mà Bồ Tát thành tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng sanh, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Do được nhất thiết chủng trí mà Bồ Tát với truyền pháp luân đem ba thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử. Bồ Tát bố thí theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo như vậy mà biết rõ tất cả đều bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát tự mình hành trì giới, dạy người khác hành trì giới, tán thán công đức trì giới, hoan hỷ tán thán người hành trì giới. Do nhân duyên trì giới mà Bồ Tát sanh làm người hay làm trời đều được tôn quý. Bồ Tát thấy người chẳng trì giới thì khuyên họ trì giới, thấy người loạn tâm thì khuyên họ tu thiền định, thấy người si mê thì dạy họ tu trí huệ, thấy người chẳng giải thoát thì dạy tu giải thoát, thấy người chẳng giải thoát tri kiến thì dạy tu giải thoát tri kiến. Do trì giới thiền định giải thoát tri kiến mà Bồ Tát vượt qua được hàng thanh văn và bích chi Phật để nhập vào Bồ Tát vị. Do vào Bồ Tát vị mà Bồ Tát thanh tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng sanh, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Do được nhất thiết chủng trí mà Bồ Tát mới truyền pháp luân đem ba thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử. Bồ Tát trì giới theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo như vậy mà biết rõ tất cả đều bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát tự mình hành nhẫn nhục, dạy người khác hành nhẫn nhục, tán thán công đức nhẫn nhục, hoan hỷ tán thán người hành nhẫn nhục. Khi hành nhẫn nhục ba la mật như vậy, Bồ Tát bố thí đầy đủ cho chúng sanh, dạy họ tu trì giới, thiền định, trí huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Do bố thí nhẫn nhục, thiền định, trí huệ như vậy mà Bồ Tát vượt qua được hàng thanh văn và bích chi Phật để nhập vào Bồ Tát vị. Do vào Bồ Tát vị mà Bồ Tát thanh tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng sanh, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Do được nhất thiết chủng trí mà Bồ Tát mới truyền pháp luân đem ba thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử. Bồ Tát nhẫn nhục theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo như vậy mà biết rõ tất cả đều bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát tự mình hành tinh tấn, dạy người khác hành tinh tấn,
tán thán công đức tinh tấn, hoan hỷ tán thán người hành tinh tấn. Khi hành tinh tấn như vậy, Bồ Tát bố thí đầy đủ cho chúng sanh, dạy cho chúng sanh tu trì giới, thiền định, trí huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Do bố thí, tinh tấn, thiền định, trí huệ như vậy mà Bồ Tát vượt qua được hàng thanh văn và bích chi Phật để nhập vào Bồ Tát vị. Do vào Bồ Tát vị mà Bồ Tát thanh tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng sanh, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Do được nhất thiết chủng trí mà Bồ Tát mới chuyển pháp luân, đem bà thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử. Bồ Tát tinh tấn theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo như vậy mà biết rõ tất cả đều bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không. Lại nữa, này tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát tự mình vào thiền định, vào bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, cũng dạy người vào thiền định, vào bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tán thán công đức hành thiền định, hành bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, hoan hỷ tán thán người vào thiền định, vào bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, trú trong các thiền. Bồ Tát bố thí đầy đủ cho chúng sanh, dạy cho họ tu trì giới, thiền định, trí huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Do bố thí, tinh tấn, thiền định, trí huệ như vậy mà Bồ Tát vượt qua được hàng thanh văn và bích chi Phật để nhập vào Bồ Tát vị. Do vào Bồ Tát vị mà Bồ Tát thanh tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng sanh, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Do được nhất thiết chủng trí mà Bồ Tát mới chuyển pháp luân, đem ba thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử. Bồ Tát vào các thiền định theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo như vậy mà biết rõ tất cả đều bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không. Lại nữa, này tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, tự mình hành sáu pháp ba la mật, cũng dạy người khác hành sáu pháp ba la mật, tán thán công đức hành sáu pháp ba la mật, hoan hỷ tán thán người hành sáu pháp ba la mật. Do nhân duyên hành sáu pháp ba la mật như vậy mà Bồ Tát vượt qua được hàng thanh văn và bích chi Phật để vào Bồ Tát vị. Do vào Bồ Tát vị mà Bồ Tát thanh tịnh được Phật độ, thành tựu được chúng sanh, dẫn đến được nhất thiết chủng trí. Do được nhất thiết chủng trí mà Bồ Tát mới chuyển pháp luân, đem ba thừa pháp giáo hóa chúng sanh, độ họ thoát khỏi sanh tử. Bồ Tát vào sáu pháp ba la mật theo thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo như vậy mà biết rõ tất cả đều bất khả đắc. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều là tự tánh không. Lại nữa, này tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến nay, do được tâm tương ứng với nhất thiết chủng trí mà Bồ Tát thâm tín các pháp tự tánh không, thường tu sáu niệm gồm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Xả và niệm Thiên. Thế nào gọi là tu niệm Phật? Này tu Bồ Đề, khi niệm Phật, Bồ Tát chẳng lấy giác để niệm, chẳng lấy thọ, tưởng, hành, thức để niệm. Vì sao? Vì sắc dẫn đến thức đều là tự tánh không, mà pháp tự tánh không là pháp vô sở hữu tánh, chẳng có tánh, cho nên vô sở niệm, chẳng có chỗ niệm mới chính là niệm Phật. Lại nữa, này tu Bồ Đề, khi niệm Phật, Bồ Tát chẳng lấy 32 tướng tốt để niệm, chẳng lấy thân kim sắc, sắc vàng ròng để niệm, chẳng lấy hào quang mùa trượng để niệm, chẳng lấy 80 vẻ đẹp để niệm. Vì sao? Vì thân Phật là tự tánh không, mà pháp tự tánh không là pháp vô sở hữu tánh, cho nên vô sở niệm mới chính là niệm Phật. Lại nữa, này tu Bồ Đề, khi niệm Phật, Bồ Tát chẳng lấy giới chúng, định chúng, huệ chúng, giải thoát chúng, giải thoát tri kiến chúng để niệm. Vì sao? Vì giới chúng dẫn đến giải thoát tri kiến chúng là tự tánh không, mà pháp tự tánh không là pháp vô sở hữu tánh, cho nên vô sở niệm mới chính là niệm Phật. Lại nữa, này tu Bồ Đề, khi niệm Phật, Bồ Tát chẳng lấy 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô trí, 18 bất cộng pháp, đại từ đại bi để niệm Phật. Vì sao? Vì 10 Phật lực dẫn đến đại từ đại bi đều là tự tánh không, mà pháp tự tánh không là pháp vô sở hữu tánh, cho nên vô sở niệm mới chính là niệm Phật. Lại nữa, này tu Bồ Đề, khi niệm Phật, Bồ Tát chẳng lấy 12 nhân duyên để niệm Phật. Vì sao? Vì 12 nhân duyên đều là tự tánh không, mà pháp tự tánh không là pháp vô sở hữu tánh, cho nên vô sở niệm mới chính là niệm Phật. Này tu Bồ Đề, khi hành bát nhã ba la mật, Bồ Tát phải nên niệm Phật như vậy. Từ sơ phát tâm, Bồ Tát phải như vậy mà thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo, trú trong đó, Bồ Tát được đầy đủ bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, đầy đủ ba tam muội không, vô tướng và vô tác, dẫn đến đầy đủ nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tánh không, đều là vô sở hữu tánh, chẳng có tánh. Ở nơi vô sở hữu tánh, chẳng có tánh có, cũng chẳng có tánh không.
Thế nào gọi là tu niệm pháp? Này tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng niệm thiện pháp, chẳng niệm bất thiện pháp, chẳng niệm ký pháp, chẳng niệm vô ký pháp, chẳng niệm thế gian pháp, chẳng niệm xuất thế gian pháp, chẳng niệm tịnh pháp, chẳng niệm uế pháp, chẳng niệm thánh pháp, chẳng niệm phàm phu pháp, chẳng niệm hữu lậu pháp, chẳng niệm vô lậu pháp, chẳng niệm pháp thuộc về ba cõi, chẳng niệm hữu vi pháp, chẳng niệm vô vi pháp. Vì sao? Vì các pháp đều là tự tánh không, mà pháp tự tánh không là pháp vô sở hữu tánh, cho nên vô sở niệm chẳng có chỗ niệm mới là niệm pháp. Do học các pháp vô sở hữu tánh như vậy nên Bồ Tát được đầy đủ bốn niệm xứ, dẫn đến đầy đủ nhất thiết chủng trí, được vô thượng Bồ Đề. Được vô thượng Bồ Đề là được các pháp vô sở hữu tánh. Ở nơi vô sở hữu tánh chẳng có tánh có, cũng chẳng có tánh không, Bồ Tát phải nên tu niệm pháp như vậy. Bồ Tát tu niệm pháp như vậy mà ở nơi hết thảy pháp đều chẳng có niệm. Thế nào gọi là tu niệm tăng? Này tu Bồ Đề, ở nơi vô vi mà phân biệt có đệ tử Phật, có chúng đệ tử Phật, nên Bồ Tát niệm tăng chẳng thấy có chỗ niệm, huống nữa là thật có niệm tăng. Bồ Tát phải nên tu niệm tăng như vậy. Thế nào gọi là tu niệm giới? Này tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát phải niệm thánh giới, giới chẳng khuyết, giới chẳng hở, giới chẳng tỳ, giới chẳng đạt, giới chẳng tính, giới tự tại, giới mà người trí khen ngợi, giới cụ túc, giới theo chánh định. Bồ Tát phải niệm các giới đó đều chẳng có tự tánh, nên chẳng thấy có chỗ niệm, huống nữa là có niệm giới. Thế nào gọi là tu niệm xả? Này tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến nay, Bồ Tát tu niệm xả, tự niệm xả, tha niệm xả, xả tài, xả pháp, xả phiền não. Bồ Tát tu các niệm xả như vậy mà quán tất cả đều bất khả đắc, chẳng có chỗ niệm, huống nữa là có niệm xả. Thế nào gọi là tu niệm thiên? Này tu Bồ Đề, Bồ Tát tự niệm rằng, chư thiên ở cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời tha hóa tự tại thiên, đều có đầy đủ tín giới, thí, văn và hoạn. Khi ta mạng chung sanh về các cõi trời, ta cũng sẽ có đầy đủ các tín giới, thí, văn và hoạn. Bồ Tát niệm thiên như vậy, mà biết rõ các cõi trời đều là vô sở hữu tánh, nên là chẳng có niệm, huống nữa là có niệm thiên. Này tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát ở nơi sáu niệm, thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo. Này tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh. Sắc dẫn đến thức, nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến pháp, nhãn thức dẫn đến ý thức. Giới, đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật, nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không. Bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, mười Phật lực dẫn đến nhất thiết chủng trí đều là vô sở hữu tánh cả. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh thì chẳng có đạm, chẳng có trí, chẳng có quả chăng? Phật dạy, này tu Bồ Đề, ông thấy sắc tánh là thật có chăng, dẫn đến nhất thiết chủng trí tánh là thật có chăng? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, chẳng thật có vậy. Phật dạy, này tu Bồ Đề, ông thấy các pháp thật chẳng có như vậy, ông còn nêu lên câu hỏi làm gì nữa? Ngài tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, còn chẳng dám khởi tâm nghi. Thế nhưng vì chúng sanh ở đời sau và vì các tỷ kheo cầu Bồ Tát đạo mà con thưa hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, vì các hạng người này nghi rằng nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh thì chẳng có ai cầu, chẳng có ai tịnh, chẳng có ai bị truyền phược, chẳng có ai được giải thoát, vì họ chẳng thể biết, chẳng thể giải được như vậy, nên họ có thể phá giới, phá chánh kiến, phá oai nghi, phá tịnh mạng, dẫn đến có thể bị đọa vào ba đường ác. Bạch Thế Tôn, còn sợ ở đời sau sẽ xảy ra những sự việc như vậy, nên con thưa hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, riêng bản thân con đã thâm tín các pháp đều là vô tự tánh, nên chẳng có nghi, chẳng có hối gì cả. Luận. Ngài tu Bồ Đề tín thọ lời Phật dạy đã biết rằng, tuy biết rõ các pháp là không mà chư đại Bồ Tát vẫn thường khỏi bốn thiền và năm thần thông. Này ngài lại hỏi Phật, các tần học Bồ Tát ở nơi các pháp vô sở hữu tánh phải thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo như thế nào để đến được vô thượng Bồ Đề? Như vậy là Bồ Tát dù đã phát tâm từ vô lượng kiếp mà chưa vào được nơi thật tướng pháp thì vẫn còn là tân học Bồ Tát. Các Bồ Tát này vẫn còn phải thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo mới có thể đến được vô thượng Bồ Đề vậy. Hỏi, nếu là tân học Bồ Tát thì khi bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn vân vân mà thứ lớp hành là đủ rồi, sau này lại nói ở nơi các pháp vô sở hữu tánh cũng phải thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo. Đáp, các Bồ Tát sơ phát tâm
phải hành không thành vô sở hữu để hòa hợp với các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, vân vân. Ví như hòa mật ngọt với thuốc cho trẻ nít uống thì chúng mới có thể uống dễ dàng. Cũng như vậy, Bồ Tát Sơ Phát Tâm phải thâm quán pháp không khi hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, vân vân mới chẳng bị lỗi lầm. Phật dạy, từ lúc ban đầu Bồ Tát phải thân cận và cúng dường chư Đại Bồ Tát, chư A La Hán để được nghe pháp. Do nghe pháp như vậy mà vào được nơi vô sở hữu tánh. Vì sao? Vì chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư A La Hán đều do được vô sở hữu tánh mà thành tựu được đạo quả. Vì sao? Vì hết thảy pháp hữu vi đều do nhân duyên hòa hợp sanh, chẳng có pháp nào là có tự tánh cả. Nếu đem các pháp hữu vi, sắc pháp cũng như vô sắc pháp chia chẻ cho đến vi trần thì sẽ chẳng thấy có gì là thật có nữa cả, dẫn đến một niệm cũng chẳng thật có. Sau khi nghe chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh thuyết pháp như vậy rồi, người học đạo còn phải thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo, lấy trí tỉ lượng phân biệt để biết rõ các pháp đều là rốt ráo không, đều chẳng có tự tánh. Như vậy là vào được nơi thật tướng pháp, nơi tịch diệt tướng chẳng có hí luận. Biết như vậy rồi, người hành đạo tự niệm rằng dù có Phật hay dù chẳng có Phật thì thật tướng pháp vẫn chẳng có tăng giảm, chẳng có sanh diệt, chẳng có mới cũ, vân vân. Hết thảy pháp đều rốt ráo là không, là bất khả đắc. Chúng sanh là rốt ráo không, nên độ chúng sanh rốt ráo không cũng là bất khả đắc. Hết thảy pháp đều như mộng như huyễn, đều chẳng có định tướng. Như vậy vì sao ta chẳng phát tâm làm Phật? Hỏi, nếu biết các pháp đều là vô sở hữu thì vì sao lại phát tâm làm Phật? Đáp, rốt ráo không là vô sở hữu, là chẳng có chướng ngại, là chẳng có hí luận. Bởi vậy nên người hành đạo mới rõ mãnh phát tâm làm Phật. Hỏi, vì sao Bồ Tát lại thay chúng sanh thọ khắc khổ? Đáp, Bồ Tát có nhiều nhân duyên với chúng sanh nên mới vì chúng sanh thọ các khổ. Do chúng sanh chẳng biết được thật tướng pháp nên mới chịu các khổ não. Bồ Tát khởi từ bi tâm muốn tất cả chúng sanh được hết khổ nên phát tâm tu học để cứu độ chúng sanh. Ví như người ăn được món ăn ngon muốn cho người khác được ăn như mình vậy. Bồ Tát biết rõ pháp tánh là vô sở hữu nên mới vì tất cả chúng sanh phát tâm làm các việc lợi ích cho họ. Bồ Tát tự niệm rằng ta chưa thâm nhập được vào sáu pháp ba la mật, nên ta phải phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, tu tập các công đức, tu vô sở hữu tánh để làm lợi ích cho chúng sanh. Do tu tập pháp không của Đại Thừa mà Bồ Tát biết rõ pháp không, chúng sanh không, dẫn đến Phật cũng không, vô thượng Bồ Đề cũng không. Ở nơi rốt ráo không, Bồ Tát quán thân bình đẳng, nên chẳng sanh tâm phiền não. Được tâm bình đẳng, vô phân biệt, được đầy đủ các lực nhẫn nhục ba la mật, do vậy mà mau được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát thân cận tôn quý chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thánh Hiền giống như người vượt biển, tôn quý người lái thuyền giống như người bệnh tôn quý vị thầy thuốc vậy. Đối với những kẻ oán nghịch, Bồ Tát cũng chẳng sanh tâm oán ghét, tự niệm rằng vì muốn cầu Phật đạo nên ta phải nhẫn nhục đối với họ, nhẫn nhục như vậy mới có được lợi ích cho sự tu tập. Như vậy là Bồ Tát thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo. Hỏi, ba việc đó có gì sai khác nhau chăng? Đáp, có thuyết nói hành, học và vào đạo tuy có tên gọi khác nhau nhưng cũng chỉ là một. Hành là trì giới, học là thiền định, vào đạo là thực hiện các việc làm như làm các việc bố thí. Lại nữa, hành là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, học là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, vào đạo là chánh kiến, chánh tư duy. Tất cả ba việc này đều là đạo cả. Có thuyết nói chánh kiến, chánh tư duy là đạo thể, còn hai việc kia giúp chánh kiến, chánh tư duy càng thêm kiên cố là đạo dục. Có thuyết nói trong sáu ba la mật thì bố thí là hành, trì giới là học, tinh tấn là đạo. Lại có thuyết nói tất cả sáu ba la mật đều là đạo, vì đều dẫn đến trí huệ bát nhã ba la mật. Ví như người có đôi mắt và đôi chân có thể đi xa được. Dù đôi mắt và đôi chân đều có công dụng riêng rẽ nhưng cùng đóng góp vào công việc chung, đó là đưa người bộ hành đi xa vậy. Hỏi, thế nào gọi là thứ lớp hành? Đáp, ví như người leo thang phải bước từng nấc thang mới leo lên cao được. Cũng như vậy, Bồ Tát Sơ Phát Tâm phải thứ lớp hành mới có thể vào đạo được. Trong kinh có dạy rằng người tu sáu pháp ba la mật muốn thành tựu đạo quả phải thứ lớp hành theo bốn giai đoạn, đó là tự mình hành sáu pháp ba la mật, dạy người khác hành sáu pháp ba la mật,
tán thán hành công đức sáu pháp ba la mật, hoan hỷ tán thán người hành sáu pháp ba la mật là người có tử bi đối với chúng sanh và thông đạt thật tướng các pháp. Hỏi: vì sao người hành sáu pháp ba la mật phải theo bốn giai đoạn như trên? Đáp: có người tự mình hành bố thí nhưng chẳng dám dạy người khác hành bố thí, vì sợ người thọ thí nổi sân trở lại mắng nhiếc mình. Có người dạy người khác làm việc bố thí mà tự mình chẳng làm. Có người chẳng tán thán công đức hành bố thí và cũng chẳng tán thán người hành bố thí. Những người hành động như vậy đều bị tà kiến che tâm nên chẳng có thể biết được quả báo của bố thí. Bồ Tát có tâm từ bi rộng lớn, thâm ái các thiện pháp, thương xót các chúng sanh mới có thể làm đầy đủ cả bốn điều nêu trên đây. Khi bố thí phải tự mình làm việc bố thí, dạy người khác làm việc bố thí, tán thán công đức bố thí và tán thán người làm việc bố thí. Người hành tịnh thí là người gieo trồng thiện căn nơi phước điển Tam Bảo. Vì phước điển Tam Bảo là phước điển vô tận, nên người hành tịnh thí cũng được phước đức vô tận. Người hoan hỷ bố thí đúng theo bốn điều nêu trên đây sẽ được hưởng giàu sang phú quý, giàu sang vô tận. Bồ Tát hành bố thí ba la mật dù chẳng tham cầu quả báo bố thí mà của cải vẫn tự đến. Ví như người gieo mạ cấy lúa thì đến mùa gặt lúa sẽ tự đến với mình vậy. Bồ Tát có được tài vật đến với mình rồi lại tiếp tục đem các tài vật đó ra bố thí cho chúng sanh. Hỏi: phải nên bố thí cho ai trước? Đáp: Bồ Tát cúng dường ba ngôi Tam Bảo, Phật pháp và tăng, bố thí cho hàng tại gia thọ ngũ giới, thọ thập thiện, thọ ba quan trai giới, thọ tam quy, bố thí cho những người có chánh trí, bố thí cho những người nghèo khổ bần cùng, bố thí cho các loài súc sanh, dẫn đến bố thí cho những người phạm trọng tội ngũ nghịch. Vì sao? Vì Bồ Tát muốn kết duyên với các hạng người nghèo khổ bần cùng, với hạng người đã đoạn thiện căn, dẫn đến muốn kết duyên với các loài súc sanh. Ví như người mẹ hiền có nhiều con tìm mọi cách để cứu các con ra khỏi cảnh khổ đau bệnh tật. Cũng như vậy, Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ hiền thương con nên tìm mọi cách để cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử. Trong kinh có chép một chuyện sau đây: thấy một cọp mẹ do bị cơn đói hoành hành muốn nhảy vồ lên đàn con để ăn thịt. Bồ Tát chẳng chút do dự liền xả thân bố thí cho cọp mẹ nhằm cứu các cọp con. Hỏi: Bồ Tát phải rộng độ hết thảy chúng sanh chăng? Đáp: chúng sanh là phước điển và bi điển. Do bi nguyện rộng độ chúng sanh mà Bồ Tát cầu vô thượng đạo. Khi chưa được vô sanh pháp nhẫn, bi tâm thường thắng từ tâm. Tùy phát từ tâm thương xót hết thảy chúng sanh mà khi hành bố thí lại có sự phân biệt. Ví như lựa chọn người nghèo đói cùng khổ để cứu vớt họ trước. Cũng như khi cúng dường có sự lựa chọn phước điển, nghĩ rằng cúng dường chư Phật có đại công đức vì Phật là phước điển vô thượng. Thế nhưng khi đã vào thật tướng Pháp rồi thì chẳng còn sự phân biệt nữa. Lúc bấy giờ Bồ Tát xem chúng sanh như là những vị Phật tương lai, bình đẳng với Phật, chẳng có sai khác. Hỏi: vì sao nói biết chúng sanh muốn gì thì cho nấy mới được phước đức lớn? Đáp: vì thuận ý người được phước đức lớn hơn là nghịch ý họ. Bồ Tát quán tướng mạng của chúng sanh, biết họ mong cầu gì liền cung cấp đầy đủ. Như vậy là bố thí theo ý nguyện của chúng sanh. Khi hành pháp thí, Bồ Tát chỉ mong sao cho chúng sanh biết trì giới, biết tu tập các thiện pháp để được giải thoát. Như vậy mới là được đại lợi ích. Hỏi: Bồ Tát do tu sáu pháp ba la mật mà vào Bồ Tát vị. Như vậy vì sao nói Bồ Tát tu năm ấm mà vào Bồ Tát vị? Đáp: có vô lượng pháp môn tu. Như vậy nói Bồ Tát tu năm ấm mà vào Bồ Tát vị cũng chẳng có gì lầm lỗi cả. Bồ Tát hộ trì các giới, sanh thể định, được trí huệ sáng suốt, được tâm thanh tịnh, xả ly chấp trước, lấy trí huệ phá các phiền não, được giải thoát an lạc, tức được giải thoát trí kiến. Bồ Tát đã dùng thân năm ấm để hành đạo và cũng dùng thân năm ấm mà vượt qua hàng thanh văn và bích chi Phật để vào Bồ Tát vị. Khi hành sáu pháp ba la mật, Bồ Tát chủ yếu hành bố thí ba la mật, xả tài dẫn đến xả mạng chẳng chút luyến tiếc, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật và trí huệ ba la mật hỗ trợ cho bố thí ba la mật, giúp ba la mật này được thành tựu viên mãn. Vì lợi ích chúng sanh, Bồ Tát sẵn sàng bố thí thân mạng mình. Đây là việc rất khó làm, bởi vậy nên nói do tu năm ấm vào Bồ Tát vị là chẳng lầm lỗi vậy. Hỏi: có người nói tu sáu niệm là việc dễ làm nên Bồ Tát sơ phát tâm có thể làm được. Thế nhưng nếu niệm Phật mà chẳng niệm Phật thân thì đâu có phải là việc dễ làm.
Đấy, ví như thuốc đắng có pha một ít mật ngọt trở thành dễ uống, vì mật ngọt chế ngự được vị đắng của thuốc. Cũng như vậy, niệm Phật mà biết rõ Phật thân là tự tánh không, là vô sở hữu tánh, biết rõ vô sở niệm mới chính là niệm Phật. Bởi vậy nên niệm Phật là việc dễ làm. Nhờ niệm Phật như vậy mà các tà kiến chẳng sanh được, nên Bồ Tát thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo được dễ dàng. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, nếu hết thảy pháp đều là vô sở hữu tánh, thì cần gì phải thứ lớp hành, thứ lớp học, thứ lớp vào đạo? Phật hỏi lại, ông có thấy sắc tánh là thật có chăng? Dẫn đến có thấy nhất thiết chủng trí tánh là thật có chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa, sắc tánh dẫn đến nhất thiết chủng trí tánh đều là chẳng thật có vậy. Vì sao? Vì sắc dẫn đến nhất thiết chủng trí đều do nhân duyên hòa hợp sanh nên là chẳng có tự tánh. Phật dạy, nếu ông thấy các pháp tánh đều chẳng thật có, thì ông còn nạn hỏi làm gì nữa?